Today. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Thời gian gần đây thì xu hướng color block đã bắt đầu quay trở lại. Khi mà các bạn đã quá chán với những cái trang phục mang những cái tông màu tối giản, đơn điệu thì chúng ta nên tìm đến những cái tông màu mới lạ và những cái bộ trang phục nó mang ấn tượng hơn. Thế thì xu hướng color block có thể là một trong số những cái lựa chọn của các bạn. Đó chính là trên một bộ đồ thì các bạn có thể chơi từ 2 đến 3 tông màu. Đây có thể là những cái tông màu tương đồng hoặc có thể là tương phản với nhau. Chỉ cần là các bạn có mismatch làm sao mà cho những cái tông màu này có thể nó bắt mắt thì các bạn sẽ có được một bộ trang phục rất là ấn tượng. Với team middle này thì các bạn nên kết hợp với những cái tông màu như là hồng, pastel với cả xanh, hoặc là hồng với tím, xanh với vàng. Khi kết hợp những cái tông màu này với nhau ấy, thì các bạn sẽ vẫn đảm bảo được cái sự tinh tế cũng như là cái sự bắt mắt của bộ đồ mà không bị quá màu mè. Bên cạnh đó thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc quần suông ống rộng mix cùng với cả là những chiếc áo phông oversize chẳng hạn. Đó là nó sẽ tạo lên một cái diện mạo kiểu phóng khoáng khi mà mặc ra ngoài đường mà cũng không phải là gò bó mình trong một bộ trang phục phải là tôn dáng hay là với cao gót gì cả, mà chỉ cần là những cái item thì đơn giản thôi, sẽ tạo cho các bạn một cảm giác thoải mái mà vẫn rất thời trang khi đi ra ngoài đường đấy. Thursday. And we are the dreamers of dreams. She'll never fucking know that these fucking eyes that I'm staring at. But let me see that ass. Look at all this cash. Bị lãng quên suốt 2 năm, nhưng ngôi cho màu trung tính và pastel, color block đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để trở thành xu thế dẫn đầu thời trang năm 2018. Các màu sặc sỡ này là sự pha trộn của các mảnh ghép trên cùng một trang phục với những màu sắc đối lập trên bảng màu, tạo thành xu hướng sôi động cả trên sàn diễn và đường phố. Sự trở lại lần này của color block làm nên sự thay đổi ngoạn mục với thế giới thời trang vốn đã ưa chuộng màu sắc trung tính tự nhiên suốt vài năm qua. Với diện mạo hiện đại, đơn giản mang cá tính thành thị, gam màu nổi bật này đã chứng minh được nét đẹp thời thượng. Hy vọng với những chia sẻ từ chương trình về phong cách thời trang Color Block sẽ giúp quý vị có thêm một gợi ý để làm mới phong cách thời trang của cá nhân mình. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Để có cơ hội sở hữu phần quà từ chương trình Đẹp 24/7, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Hàng tuần, chương trình sẽ dành tặng một phần quà hấp dẫn và duy nhất cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!